Bạn nào còn nhớ ảnh hưởng trong tiếng Anh là gì? You please. Dạ, affect ạ. Không, effect cô ơi. Affect hay effect, đâu mới là ảnh hưởng? Có lẽ bạn chưa biết. Cùng xem hai ví dụ trên đây. Bạn sẽ chọn affect hay effect? Trong câu A, your opinion will not affect my decision. Affect là một động từ mang nghĩa ảnh hưởng và không bao giờ đi với giới từ phía sau nhé. Còn câu B, effect là một danh từ thường đi kèm với giới từ on trong cụm từ như have an effect on. Exercise has beneficial effects on our bodies. Bài tập thể dục có hiệu quả tốt trên cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, effect còn mang nghĩa hiệu lực trong các cụm từ như put into effect or come into effect. The new policy will come into effect next month. Chính sách mới sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Cùng xem hai ví dụ trên đây. Bạn sẽ chọn affect hay effect? Trong câu này, chính xác. Trong câu này, effects. Hút thuốc lá gây ảnh hưởng xấu lên sức khỏe. Còn câu này, affects nha. Căn bệnh này thường ảnh hưởng đến trẻ con. Hãy sử dụng từ vựng hiệu quả hơn và đừng quên follow Arrow English.